Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Phu Quân Kiềm Chế chút của tác giả Tô Hành Nhạc. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 21, ai mới là người đứng sau tội ác? Bùi cần cực kỳ buồn bực, sáng hôm sau vừa thức dậy đã trưng ra một khuôn mặt u sầu. Nhàn thế ninh nhìn ánh mắt u hoán của hắn, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không có phúc hậu nở nụ cười. Bùi Cần nhìn nàng vui sướng khi người gặp hỏa thì càng thêm oán giận, nhưng rất nhanh hắn lại cười, có câu trốn được đầu tháng không trốn được ngày 15, hì hì, ta không vội. Nhàn Thế Ninh nghĩ cũng đúng, trợn mắt nhìn hắn ấp úng uống, uống trà, sau khi nghĩ đến cái gì, ánh mắt đảo qua đảo lại, thấy bốn bề vắng lặng thì đè thấp âm thanh hỏi, huynh nói xem, thích khách là do ai sai khiến. Bùi Cần nhìn nàng, có chút buồn cười, không cần phải để ý như vậy, ở đây không có người đâu. Nhan Thế Ninh nghĩ đến chuyện toàn bộ vương phủ đều nằm trong tầm khống chế của hắn thì cảm thấy vừa rồi mình cẩn thận như vậy quả thật là dư thừa. Nhưng dù sao cẩn thận một chút cũng không phải việc xấu, vậy huynh nói xem sẽ là ai chứ? Ngón tay bùi cần tùy ý vẽ vài vòng trên mặt bàn, cũng không trả lời, chỉ hỏi ngược lại, nàng nói xem. Nhan Thế Ninh mấp máy miệng, nói ai cũng có thể. Nói rõ xem, bùi cần nhìn ánh mắt nàng sáng lên, vô cùng thích thú thích khách vừa ám sát bệ hạ lại vừa ám sát hoàng tử, đây là muốn chém tận giết tuyệt hoàng thất của Diên Quốc, làm Diên Quốc đại loạn. Đây là nhằm vào toàn bộ Diên Quốc, như vậy ai có thù với Diên Quốc lại có bản lĩnh để đến đây ám sát chứ? Hiểm nghi lớn nhất chắc là thế lực của các nước thù địch. Bùi Cần gật đầu, phân tích có lý. Lông mày nhan thế ninh nhướng lên, lại nói, nhưng mà, ở đây lại xuất hiện một nghi vấn. Nếu là thế lực của các nước thù địch, tại sao lại rõ ràng cách bố trí trong cung đến vậy? Dù sao cũng không đến mức là mật thám của địch quốc chui vào hoàng cung đâu. Ừm, chuyện này rất không có khả năng, phụ hoàng sẽ không cho phép bên cạnh người có bất cứ mối đe dọa nào. Cũng không biết nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt của bùi cần hiện lên một tia sáng u ám. Nhàn thế ninh lại cười nói, điểm này huynh và ông lại rất giống nhau. Bùi cần sừng sốt, sau đó khẽ nở nụ cười, dù sao cũng là cha con lập tức lại nói nếu không phải là địch quốc gây nên vậy nàng cảm thấy sẽ là ai nhàn thế ninh lắc đầu nói ta không thể xác nhận được nhưng ta cảm thấy ai cũng đều có thể cả nói một chút xem bồi cần bắn cho nàng một ánh mắt khích lệ nhàn thế có hơi do dự nhưng khi nàng vô ý ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt sáng rực của bồi cần thì nở nụ cười thật ra huynh cũng đã có phát hiện gì rồi đúng không bồi cần gật đầu nhưng mà ta còn muốn nghe nàng nói một chút không phải tiểu sư tử của ta thích nhất là suy luận phá án sao? Nàng cứ nói với ta, lý do của từng khả năng. Nhàn thế ninh thấy hắn nói vậy, thả lòng, cũng không kiêng rè gì nữa, theo ta nghĩ, thất vương là đáng nghi nhất. Mặc dù hắn dũng cảm cứu bệ hạ thiếu chút nữa mất mạng, nhưng ai có thể nói đó không phải là khổ nhục kế. Hiện nay hắn cùng thái tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế rất kịch liệt, hắn liều mình như vậy, khẳng định là đã chiếm được hào cảm của bệ hạ. Huống chi, huynh xem, lúc thích khách ám sát Bệ hạ cũng có kẻ ám sát thái tử và huynh, nhưng chẳng có ai ám sát hắn, đây không phải là điều đáng ngờ sao? Ta nghĩ, hắn sẽ nghĩ thế này, hai thích khách ám sát huynh và thái tử, nếu thuận lợi thì không còn gì tốt hơn, nhưng nếu không thành công cũng không hề gì, dù sao mục đích chủ yếu của hắn cũng chỉ là xả thân cứu bệ hạ. Bùi Cần nhấc ấm nước rót hai chén trà, trong tiếng nước chảy, hắn gật đầu nói, quả thật thất ca rất đáng ngờ nhưng theo hiểu biết của ta về y nếu thích khách thật sự do y an bài y sẽ không để lại bất kỳ điều gì khả nghi nhàn thế ninh chớp mắt cười ta định nói đến khả năng thứ hai thất vương bị người khác hám hại vậy cũng không chắc chắn nói không chừng là y cố tình để lộ ra sơ hở này để người ta nghi ngờ bồi cần cười nói thật thật giả giả hư hư thật thật đó là thủ đoạn của thất ca thường chơi đùa Nhàn Thế Ninh nhớ tới ánh mắt lúc nào cũng ngạo mạn lạnh lùng như rắn độc của thất vương gia, trong lòng liền có chút bài xích không rõ. Nàng nhớ tới lần đầu tiên vào kinh thành tham dự cung yến, đi ngoài trở về bị lạc đường, trong lúc tìm kiếm không cẩn thận đụng phải bùi trương, hắn khi đó, từ trên cao nhìn xuống mình, trao mày lại, vẻ mặt chán ghét. Đang nghĩ gì vậy? Bùi cần nhận ra nàng đang thất thần. Nhàn Thế Ninh bĩu môi nói, ta không thích bùi trương, cảm thấy người này thật đáng sợ còn đáng sợ hơn ta sao? Bùi cần vội nắm bắt cơ hội trêu ghẹo Nhàn thế ninh lườm hắn, không, huynh đáng sợ hơn hắn nhiều. Đó là một lời nói thật, tuy bùi trương làm người ta vừa thấy đã phải rụt rè, khiến người ta cảm thấy tâm cơ khó lường, nhưng so với bùi cần thì vẫn hơi yếu hơn. Bởi vì vẻ đáng sợ của bùi trương đều lộ ra hết ở ngoài mặt, như vậy người ta vừa thấy hắn sẽ sinh lòng cảnh giác, nhưng bùi cần thì vẻ ngoài lại quá dịu dàng hiền lương, làm cho người ta nảy sinh cảm giác gần gũi không hiểu rõ, muốn đến gần, không hề phòng bị. Mà qua lại với hắn từ nhỏ đến lớn, nhan thế ninh bị tính kế nhiều lần như vậy không có lý do gì để nghi ngờ mức độ đáng sợ của thằng nhãi này. Bùi trương tâm cơ khó lường, bùi cần nhà huynh từ đầu đều đã nhìn ra hắn có tâm cơ gì, huynh nói xem, rốt cuộc là ai đáng sợ. Bùi cần nhìn nhan thế ninh lại đang nghiến răng, dường như rất vui vẻ, sau đó hỏi, nếu nàng có thể lựa chọn, nàng bằng lòng gả cho ta hay thất ca? Huynh muốn gả cho người đáng sợ, hay là muốn gả cho người đáng sợ hơn nữa? Nhan Thế Ninh nhìn bộ dạng cợt nhà của hắn, khoanh tay cầm khối bánh ngọt nhét vào miệng hắn, hung hăng nói, ăn đi. Bồi cần quét mắt nhìn vành tay đang đỏ lên của nàng, vui vẻ nói, còn nữa mà, nói tiếp đi. Nhan Thế Ninh suy nghĩ, đúng vậy, vừa rồi còn nói chuyện thích khách mà, sao mới một lát đã nói đi đâu vậy thôi đi, dù sao nói chuyện với hắn luôn có thể bị lạc đề. Người bị tình nghi thứ hai, đương nhiên là hoàng hậu nương nương và thái tử. Bọn họ phái thích khách để giá hỏa. Huynh xem, thái tử và huynh đều bị ám sát, nhưng thất phương gia lại chẳng hề gì, điều này chứng minh cái gì. Ám sát bệ hạ và các hoàng tử khác, hướng mũi nhọn về thất phương gia, tính toán thật hay. Chỉ tiếc có lẽ bọn họ không thể ngờ thất phương gia sẽ xả than cứu bệ hạ, đành phải hòa nhau một ván để diệt trừ địch thủ, tự mình mạo hiểm, hoàng hậu nương nương quả thật là vì lợi ích của mình không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng mà, chỉ để giá họa cho thất phương mà bày ra cái bẫy lớn như vậy, đi ám sát phụ hoàng, hành vi này có chút không giống với hoàng hậu nương nương. Nàng nghĩ xem, Ngộ nhỡ thất ca không thể ngăn được một kiếm kia, phụ hoàng, như vậy thì hậu quả sẽ thế nào? Là đôi bên vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà rơi vào tình trạng chém giết điên cuồng, hiện giờ thế lực đang ngang nhau, hoàng hậu cũng không nắm chắc, chắc là sẽ không đưa ra hạ sách này. Nhàn thế ninh sau khi cân nhắc, cảm thấy bùi cần nói rất có lý, không khỏi liếc xéo, thằng nhãi này đều rõ mỗi người bọn họ như ngón tay vậy. Còn gì nữa không, bùi cần lại nói. Nhàn thế ninh nhấp một ngụm trà, nói, người khả nghi thứ ba là ở phủ quốc công. Bùi cần chợt nhíu mày, hắn cũng không ngờ nhan thế ninh cũng nghĩ đến chỗ này. Sau khi mấy thích khách kia bị bắt liền tự sát, chứng minh bọn hắn là tử sĩ, quyết tâm ôm cái chết tới đó, mà muốn nuôi dưỡng những tử sĩ này thì cần phải có thế lực thật lớn. Lúc đầu ta còn nghi ngờ La Phi, nhưng nghĩ lại nhà mẹ bà ta cũng không có quyền thế gì lớn nên liền loại bỏ. Bùi Cẩn nghe nàng nói tới đây, lắc đầu nói, chỗ này nàng nghĩ hơi đơn giản rồi. Cho dù La Phi không quyền không thế, nhưng nếu tiểu thập tam có thể trèo lên ngôi vị hoàng đế thì quyền thế sẽ lớn hơn có một số người sẽ bằng lòng đánh cu ợc một lần. Ý của huynh là, La Phi cũng đáng ngờ. Nhàn Thế Ninh mở to hai mắt, có hơi hoảng hốt, bởi vì hôm qua vừa gặp mặt, nàng cũng có ấn tượng không tệ với La Phi, một phụ nữ mềm yếu dịu dàng, ánh mắt có chút bi thương, nhìn không ra chút giá tâm nào, hơn nữa tiểu thập tam cũng quá mức khủ khủ, đần độn, ai lại đặt cược trên người nó chứ. Bùi cần nhìn ra tâm tư của nàng, cười nói, không phải ta có ý đó, ta chỉ muốn nói cho nàng biết, nàng chỉ bởi vì La Phi không quyền thế mà liền loại trừ khả năng này thì thật quá đơn giản. Có đôi khi bề ngoài không quyền thế cũng chẳng đại biểu cho sự thật không quyền thế. Nhan Thế Ninh nghe lời này lòng khẽ động, nàng nhìn Bùi Cần mang theo chút tò mò lại có chút do dự hỏi, vậy còn Huynh? Huynh cũng không có quyền thế mà. Hai chồng mắt Bùi Cần trong suốt sáng người luôn hàm chứa ý cười, bao gồm cả hiện tại. Hắn cầm tay Nhan Thế Ninh đặt trên bàn nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó mở lòng bàn tay nàng viết lên một chữ. Có. Nhàn thế ninh vốn đang vì tê ngứa mà định rút tay về, đến khi nhìn thấy chữ đó, tay cũng đều cứng lại, nàng ngẩng đầu nhìn bùi cần, nhưng trên mặt hắn chỉ có nụ cười dịu dàng. Gió nổi lên ngoài cửa sổ. Nhàn thế ninh còn có chút thẫn thờ, lại nghe bên tai truyền đến tiếng cười êm dịu, nàng xem, nàng lại bị lừa rồi. Nhàn Thế Ninh nhìn người trước mặt cười đến mức đáng đánh đòn, tức đến thở ra hơi, tảng đá trong lòng lại được thả xuống. Đồ vô lại, uổng công vừa rồi nàng còn tưởng nếu hắn thật sự muốn làm gì, nàng có thể vì hắn làm chút gì đó. Thật khó ưa. Bồi cần thấy dường như nàng đang tức giận, kéo nàng qua mồi trong lòng mình, vội vàng dỗ dành, được rồi được rồi, nói đùa với nàng thôi. Đến đây, nàng nói tiếp đi. Phủ Quốc công cũng có động cơ về kế hoạch ám sát này, hơn nữa ám khí của tên thích khách ám sát ta lại bị ta làm chật mũi kiếm, cũng có chút yếu đi, cho nên rất có khả năng kẻ đó chỉ là giả ám sát với ta, nói cách khác, rất có khả năng thích khách thật sự là do Quốc công an bài. Nhưng điều này cũng có chỗ đáng ngờ, chính là vì sao không ai ám sát thất ca? Nếu thật sự là Quốc công gây nên, ông ta không có lý do bỏ qua thất ca. Cho nên điểm này cũng cần phải bàn bạc lại nhàn thế ninh bị hắn ôm, lại chiếm không ít tiện nghi, nhưng nàng cũng không nhàn rỗi bận tâm đến chuyện đó, bùi cần phân tích quá thu hút, vậy theo như huynh nói, ai cũng đều có khả năng, ai cũng đều không thể, vậy rốt cuộc thích khách là do ai phái tới. Bùi cần nắm lỗ tai nàng, thổi một ngụm khí, nàng còn quên một người. Nhàn thế ninh nghiêng đầu tránh đi, ai cơ. Kẻ khả nghi đều bị kể ra hết rồi, còn ai nữa đâu. Phu quân của nàng. Bùi Cần nói một cách thoải mái. Chương 22, canh hai quân vương lại gật hái. Huynh, Thế Ninh buồn bực nói. Bùi Cần gật đầu, lúc nàng đang nghi ngờ người khác, người khác cũng đang nghi ngờ phu quân của nàng. Nhan Thế Ninh hiểu được. Quả thật Bùi Cần cũng là hoàng tử, cũng có thể bị tình nghi là người bày ra trận ám sát này. Nhưng mà, Nhan Thế Ninh nhìn lướt qua một tay Bùi Cần ôm nàng, còn một tay vẫn bưng trà uống, suy nghĩ xem khả năng sắp xếp màn ám sát của thằng nhãi này suy nghĩ tới suy nghĩ lui cảm thấy khả năng cơ hồ không tồn tại không nói tới việc hắn không có thực lực cũng không nói đến tâm tư của hắn chỉ nói nếu thật sự là bùi cần làm hắn nhất định sẽ làm vô cùng sạch sẽ không để thất bại như vậy một người cũng không giết được thằng nhãi này làm việc chưa bao giờ phải uổng phí sức lực đang lúc nhan thế ninh oán thầm bùi cần đáng sợ người phía sau đột nhiên nghĩ tới điều gì mở miệng nói, thiếu chút nữa ta đã quên một người rồi. Còn ai nữa? Bùi cần nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, phụ hoàng ta. Nội công cảnh nguyên, hương nhang trong đồng lô thủy thú 10 năm như một ngày cháy sáng làm an thần tỉnh táo, diên đế mặc long bào màu vàng sáng ngồi bên bàn xem tấu trương. Tấu trương báo cáo tình hình của Nam Cương rất tốt, nhưng trên mặt lão hoàng đế không nhìn ra chút vui mừng nào. Tổng quản đại nội vương Phúc Sinh đứng bên cạnh nhìn thấy đôi môi diên đế mím chặt là có thể biết lúc này tâm tình của hoàng đế không tốt, rất không tốt. Cũng khó trách, diên đế từ trước đến nay luôn nắm mọi thứ trong tay, bây giờ lại xảy ra chuyện hắn không thể khống chế, tâm tình làm sao tốt được đây. Vương Phúc Sinh, bỗng nhiên diên đế mở miệng. Nô tải ở đây, vương Phúc Sinh vội vàng khom lưng tiến đến. Người nói xem, trong số chúng, là ai làm? Giọng điệu diên đế ôn hòa, nghe không ra chút tức giận nào. Đầu vương phúc sinh chuyển đổi nhanh chóng, đáp, nô tài cảm thấy, ai cũng có thể, ai cũng không thể. Diên đế hứng hờ liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng cười, chẳng qua chấm chỉ muốn thăm dò lòng giả của chúng nên mới sắp đặt vụ thích khách hành thích chấm, không ngờ lại xuất hiện thêm hai thích khách. Thật sự là rất tốt. Vương Phúc Sinh cúi đầu vội hỏi, bệ hạ bớt giận. Qua hồi lâu, Diên đế thâm trầm nói, triệu thái tử và cửu vương ra tới triệu từng người tới. Nô tài tuân chỉ. Làm sao có thể, nhan thế ninh sừng sốt. Sao lại không thể, bùi cần cười cười, nghe ra thì thật vớ vẩn, nhưng quả thật là phụ hoàng có thể làm chuyện đó. Ông ta, vì sao ông ta lại muốn thích khách ám sát mình với con trai mình? Dù thế nào nhan thế ninh cũng không dám tin, diên đế lại làm chuyện như vậy, không phải điên thì cũng bị choáng váng. Bùi cần cũng cảm thấy giống như một câu chuyện cười, nhưng chuyện cười này lại rất có khả năng là chân tướng, cho nên điều này khiến hắn cảm thấy hơi lạnh lẽo. Hắn bất giác ôm chặt nhan thế ninh, dùng giọng điệu nhẹ nhàng đến bi thương nói, nàng không hiểu ông ta. Ta nghĩ, đấy là một người ra đề thi, vì người thừa kế ngôi vị hoàng đế tương lai mà ra đề. Dường như nhan thế ninh có chút rõ ràng, lúc thích khách đến, ai sẽ gặp nguy không loạn, lúc ông ta gặp cảnh hiểm nguy, ai sẽ xả thân cứu, đó, ông ấy muốn nhìn thấy điều đó. Bùi Cần gật đầu, ông ta luôn là người không dễ tin tưởng kẻ khác. Nhàn Thế Ninh hít sâu một hơi, vẫn cảm thấy quá mức điên khùng. Nhưng nếu thật sự là diên đế, tất cả cũng có thể thuyết phục, hiểu rõ bố cục trong cung, có thực lực nuôi dưỡng tử sĩ, đồng thời cũng có thể đảm bảo mọi người bình yên vô sự. Theo huynh nói như vậy, thất vương gia đạt yêu cầu rồi sao? Có lẽ vậy. Vậy đêm qua bệ hạ nổi trận lôi đình đều là giả vờ nhan thế ninh nhíu mày nói bùi cần nở nụ cười cha chồng của nàng cũng là một người rất biết diễn trò nhan thế ninh thấy hắn lại có thể chế nhạo diên đế liền phát hoảng nhưng thấy bộ dạng không cho là đúng của hắn cũng thả lỏng dần đúng rồi nàng cảm thấy thất ca và thái tử ai sẽ làm hoàng đế tốt hơn vấn đề này chỉ sợ là vấn đề đang được thiên hạ bàn luận nhiều nhất đương nhiên cũng là một vấn đề mịt mờ nhất nhưng lúc bùi cần hỏi lại quang minh chính đại như thế giống như đang hỏi củ cải trắng với cà rốt, cái nào ăn ngon hơn, điều này làm cho nhan thế ninh hơi im lặng. Huynh có thể hỏi kín đáo một chút không? Vậy nàng nói xem, rốt cuộc là củ nào ăn ngon hơn? Bùi cần ôm chặt eo nàng. Củ cải trắng à, có vẻ như có hơi thủ đoạn độc ác, tương lai làm hoàng đế, nói không chừng sẽ là một bạo quân, mà cà rốt thì không biết thế nào. Trong đầu nhan thế ninh hiện ra bộ dạng xinh đẹp có chút ngượng ngùng của thái tử điện hạ, cà rốt, cảm thấy có chút do dự thiếu quyết đoán. Vậy củ cải đỏ thì sao? Nhàn thế ninh ý thức được đang nói đến tiểu thập tam, nhích miệng nở nụ cười, bé củ cải rất sợ chết. Khi sợ liền chui vào lòng người ta. Nói như vậy mấy củ cải này cũng không dễ ăn đâu. Ừ, nhàn thế ninh không nghi ngờ điều gì, thuận miệng đáp lại. Bùi cần đợi chính là những lời này, hắn nhẹ buông tay đặt nhan thế ninh xuống, sau gió cúi đầu hôn tới vậy xem ra ái phi chỉ có thể ăn củ cải ta rồi. Củ cải thơm ngon ăn được lắm, đến đây đi. Lúc giữa đôi môi không còn kẽ hở nào thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng kêu của nha hoàn, vương gia vương phi, người trong cung đến. Trời ơi, ta nói nhiều vậy làm gì? Vẻ mặt bùi cần sầu não. Ở rất xa, bùi cần đã ngửi thấy hương vị thuộc về cung cảnh nguyên, mà lúc hắn đi tới cửa thì đã thấy thái tử xài bước từ trong cánh cửa đi ra sắc mặt thái tử lạnh nhạt, giữa chán mơ hồ ẩn giấu chút phiền muộn, điều này làm cho vẻ vốn đã dịu dàng của hắn càng khiến cho người ta thêm yên mến. Cửu ca, thái tử lên tiếng gọi trước. Bùi cần vội đáp lễ, lúc này hắn lại là một hiền vương nho nhã, thập đệ ở đây à. Thái tử nhìn thoáng vào điện, không nói gì. Vương Phúc Sinh bên cạnh đúng lúc nói, cửu điện hạ vào trước đi. Bùi cần nhìn thái tử, gật đầu, bùi cần vừa vào trong đã nhìn thấy trên đất đầy mảnh vụn lòng không khỏi trầm xuống diên đế vẫn như vậy ngồi bên bàn nhất cử nhất động đều là phong độ của đế vương ông liếc nhìn bùi cần ném một bản tấu trương trên bàn cho bùi cần người có gì để nói không bùi cần nhặt tấu trương trên mặt đất lên vừa mở ra sắc mặt đã thay đổi hắn quỳ xuống nói nhi thần bị oan diên đế nhìn hắn ánh mắt lạnh lẽo vô tình năm tên thích khách ba tên là sát thủ giang hồ, hai tên là nhân sĩ Nam Cương. Hừ, ngươi ở Nam Cương hai năm, thu nạp người thật tốt nhỉ. Sắc mặt bùi cần trở nên trắng bệch, lại không nói nhiều, chỉ nói nhi thần bị oan. Chấm cho ngươi một cơ hội để giải thích, Diên đế lạnh lùng nói. Bùi cần quỳ gối trên nền gạch đá trơn bong cứng chắc mà lạnh buốt, khí lạnh từ đầu gối truyền tới đáy lòng, sau một lúc lâu, hắn nặng nề nói, nhi thần không có ý với ngôi vị hoàng đế chỉ mấy chữ nói năng mạnh mẽ đúng lý hợp tình lại mang theo sự tủi thân xót xa không thể nói rõ ta không muốn ngai vàng buông bỏ quyền thế tán hết gia sản chỉ mong là một vương gia nhàn nhã ta hà gì phải hành thích hà gì phải giết cha giết huynh chỉ mấy chữ cũng là toàn bộ những lời giải thích diên đế nhìn thẳng vào lưng của nhi tử đang quỳ hắn phát hiện trên mặt đứa con này đã không còn hoảng loạn như lúc đầu chỉ còn lại vẻ mặt không hề sợ hãi và vô vị. Không chút nào sợ hãi, cũng chẳng có gì. Loại thái độ này khiến Diên Đế có chút gai mắt, hắn híp híp hai mắt, phát hiện ra cho tới bây giờ hắn vẫn không nhìn thấu đứa con này. Hai hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, lòng hắn biết rõ. Mà hai đứa con này, hắn đều có chỗ hài lòng lại có chỗ không hài lòng. Bởi vậy từ đầu đến cuối vẫn không thể ra quyết định. Vậy thì, để chấm xem tấm lòng của bọn chúng đi diên đế nghĩ như vậy sau đó hắn quả thật đã làm hắn sai vương phúc sinh tìm ba tử sĩ bảo bọn chúng ám sát vào đại yến trung thu mục tiêu ám sát là đương kim thiên tử hắn an bày xong chỗ ngồi ba hoàng tử cự ly bằng nhau hắn muốn biết lúc hắn có nguy hiểm thì ai sẽ tới cứu giúp nhưng kết quả thì ba tên thích khách lại biến thành năm tên toàn bộ kế hoạch của hắn đều bị xáo trộn Tuy là thất vương xà thân cứu giá để hắn thấy được sự thành tâm, nhưng đó không phải là kết quả hắn mong muốn. Hắn muốn biết, hai tên thích khách còn lại là do ai phái tới. Ai lại có gan đưa thích khách vào cung như vậy? Diên đế sai người tra xét, bản thân lại suy nghĩ, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thể xác định được đáp án. Trời sinh bản tính đa nghi nhạy cảm khiến hắn liệt tất cả mọi người vào hàng tình nghi. Ám sát thái tử, cửu vương và thập tam, thất vương là hiểm nghi lớn nhất. Nhưng Diên đế cũng hiểu rõ đứa con này của mình, nó sẽ không để thiếu sót bày ra rõ ràng như vậy. Huống chi, nó đã xả thân cứu giúp, lòng dạ này cũng thật là quá lớn. Như vậy thì do thái tử gây nên, cố ý tự ám sát mình, giá họa cho thất vương ra. Chuyện như vậy thì rất có thể. Hoàng hậu xem thất vương là cây đinh trong mắt nên có thể làm ra chuyện như vậy. Vì thế, hắn cố ý gọi thái tử đến, lạnh lùng chất vấn. Nhưng ai ngờ, thái tử lại quỳ xuống nói nếu phụ hoàng nghi ngờ thì cứ phế nghi thần đi. Phế nghi thần đi, phế nghi thần đi. Lúc nghe lời này, Diên đế đã nhiều lần muốn đập nát đồ rửa bút yêu quý nhất bấy lâu nay. Thái tử luôn luôn mềm yếu nhu thuận lại có thể nói ra những lời đoạn tuyệt hàm chứa uy hiếp như vậy, Diên đế chỉ cảm thấy khí huyết bị chảy ngược, hận không thể một kiếm đâm chết hắn. Nhiều năm như vậy, đã uổng công bồi dưỡng hắn rồi đương nhiên cửu vương gia cũng bị tình nghi bởi vì thị vệ đã dâng tấu trương về hai gã thích khách này giấy trắng chữ đen viết rất rõ ràng thích khách chính là nhân sĩ nam cương hơn nữa đã từng gặp cửu vương gia chấm thời gian bất chi bất xác trôi qua bùi thần vẫn quy thẳng sống lưng không nói lời nào mà diên đế cũng cứ vẫn nhìn hắn ánh mắt sắc bén như đao cũng không biết qua bao lâu diên đế nhẹ nhàng thở ra nói, ngươi đứng lên đi. Bùi cần tạ ơn, đứng lên, loạn choạng. Vương Phúc sinh duỗi tay nâng đỡ. Đa tả vương tổng quản, bùi cần cười dịu dàng mà miễn cưỡng. Diên đế thoáng thấy vết máu trên ống quần hắn và trên những mảnh vụn dưới đất, hơi xúc động, nghĩ đến điều gì lại nói, lúc đó, phản ứng đầu tiên của ngươi là bảo vệ con dâu. Bùi cần hơi ngẩn ra, hiểu rõ cái mà lão hoàng đế gọi là lúc đó rốt cuộc là chỉ cái gì, khẽ gật đầu ánh mắt diên đế trở nên thâm thúy, lúc đó, bên cạnh ngươi là thái tử, đệ đệ của ngươi. Bùi cần cúi đầu im lặng, sau một lúc lâu mới nói, chuyện xảy ra đột ngột, không kịp suy nghĩ cặn kẽ, mong phụ hoàng thứ tội. Chuyện xảy ra đột ngột, không kịp suy nghĩ cặn kẽ, toàn bộ đều nghe theo bản năng, trong lòng ai quan trọng nhất thì liền đi cứu người đó. Lời nói đại nghịch bất đảo, bùi cần cũng nói vô cùng ung dung. Diên đế nhìn hắn thật sâu, suy nghĩ nói, ngươi về trước đi, vừa mới thành thân, hãy vui vẻ với con dâu. Dừng lại một chút, ông lại nói, đứa nhỏ thế ninh này cũng không tệ, dưới tình huống lúc ấy mà còn muốn bảo vệ Kha Nhi. Tuy rằng lúc đó Diên Đế cũng bị ám sát, nhưng hắn vẫn chú ý quan sát kỹ phản ứng của mấy vị hoàng tử, sau đó, hắn lại nhìn thấy thế ninh ôm chặt tiểu thập tam vào lòng, sau đó bùi cần lại đứng ra che chắn trước mặt bọn họ. Đến khi bùi cần xin cáo lui, Diên đế thở dài, nói với vương phúc sinh, tìm thứ gì tốt đưa đến vương phủ đi. Nô tài tuân chỉ, vương phúc sinh suy nghĩ, dè chừng hỏi, bệ hạ, ngài vốn chưa từng nghi ngờ cửu vương ra, vì sao còn muốn làm như vậy? Mặc dù điều tra rõ rằng hai tên thích khách này đã từng gặp bùi cẩn, nhưng lúc đó Diên đế vẫn cười cười không nói gì cả. Sơ hở này quá mức rõ ràng, hơn nữa bùi cẩn cũng chẳng có lý do gì để sắp đặt màn ám sát này, hắn không được chút lợi lộc gì cả. Đây rõ ràng là có người cố ý hãm hại, muốn khuấy đục cái hồ này lên mà thôi Vương Phúc Sinh thăm dò, âm thầm phân tích, sau đó hắn lại nghĩ nếu hắn có thể nhìn thấu được như vậy, Diên Đế ắt hẳn đã rất rõ ràng. Ai ngờ, Diên Đế vẫn cực kỳ nghiêm khắc chất vấn Bùi Cần một phen, điều này làm cho hắn có chút khó hiểu. Diên Đế nghe thấy thắc mắc này, ánh mắt nhìn về phía ngưỡng cửa trở nên ngưng trọng, trong bốn nghi tử của chấm, khó nhìn thấu nhất là người này chấm luôn muốn biết trong lòng cửu hoàng tử đang suy nghĩ cái gì. Vương Phúc Sinh hiểu ra, đây là diên đế thăm dò cửu vương gia, lão hoàng đế chưa bao giờ yên tâm đối với cửu vương gia. Nghĩ nghĩ, hắn nói có lẽ trong lòng cửu vương gia thật sự chưa từng nghĩ tới những chuyện đó. Diên đế xoay người nhìn hắn, ánh mắt thay đổi. Vương Phúc Sinh dùng mình, vội nói, nô tài lắm lời. Ánh mắt Diên Đế trở nên lạnh lùng, sâu thẳm. Mà bên kia, Bùi cần nhịn đau đi ra, nhịp chân có hơi tranh vinh, nhưng lúc ra đến cửa cung, khóe miệng của hắn thoáng hiện chút ý cười khó hiểu. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 23, người có thể tiếp tục vô sỉ như thế sao? Chuyện xảy ra trong cung, vốn đã bị phong tỏa, nhưng chẳng biết vì sao nó lại được truyền ra ngoài, đường ngang ngõ tắt đều có những đám người dối rít bàn tán, đủ loại thanh âm. Trong lòng dân càng lo lắng, Hoàng thượng cùng ba vị hoàng tử đều gặp chuyện, nhất định là do nước thù địch gây nên, muốn chặt đứt nước ta, thật quá nham hiểm. Diên đế thấy bách tính đoàn kết như vậy, hạ thánh chỉ cho quân bắc lui 30 dặm, đoạt lại ba tòa thành ở biên cương. Khiến cho nước địch phải bày tỏ ý tứ nằm yên cũng trúng đạn. Và có lời ca tụng thất phương xả thân cứu cha, thật sự là quá cảm động, người hiếu thuận như thế khẳng định là có nhiều đất dụng võ. Thất phương nghe được những lời cảm thán đó, nằm trên giường sang trọng trong hoàng cung cùng mục phi nương nương nhìn nhau cười, quay đầu giao phó cho thuộc hạ thân tín tiếp tục cố gắng. Danh tiếng của thất vương dâng cao hơn bao giờ hết. Bởi vậy, thất vương Bùi Trương là người bị hại lớn nhất trong lần ám sát này nhưng cũng là người được lợi lớn nhất. Điều này làm cho phe thái tử cực kỳ bất an, tranh đấu ngầm cũng càng thêm kịch liệt, bọn họ có lý do tin tưởng hết thảy mọi chuyện đều là do thất vương làm ra. Mà phe thất vương cũng càng thêm oán hận phe thái tử, thật may là thất vương xả thân cứu bệ hạ, nếu thanh danh đã bị các ngươi hắt nước bẩn lên người, vụ hoàn giá hỏa. Trong khoảng thời gian ngắn, khói thuốc súng tràn ngập khắp nơi. Nhưng, hiền vương phủ lại rất an bình. Từ ngày ra khỏi cung trở về phủ, bùi thần liền nghe theo thanh ý, an tâm ở nhà với thê tử. Đương nhiên, nếu không phải là thời điểm đặc biệt, nếu không phải là thân thể nhan thế ninh bất tiện, hắn thật sự muốn mang nàng ra ngoài đi dạo lúc này hắn đang ngồi trên ghế mây tự bôi thuốc lên đầu gối mình mảnh vỡ lần trước đâm vào có hơi sâu hai cái này có thể để lại sẹo không bùi cần thở dài nói bắt đầu nghe lời này không nói gì một hồi lâu mới nặn ra một câu vì sao không chú ý từ trước bùi cần ngừng đầu cười một tiếng ta cũng muốn tránh những mảnh vỡ kia nên không lập tức quỳ xuống nếu không làm sao có thể biểu đạt được nội tâm hoảng sợ của mình đây như thế nào có phải nên học chút khổ nhục kể của thất ca hay không? Huống chi, hắc hắc, chứng kiến tiểu sư tử lo lắng, cảm giác rất tốt đẹp. Ngày đó khi hắn trở lại, nhan thế ninh thấy vết máu trên ống quần của hắn đúng là sợ hết hồn. Cũng không nghĩ tới bùi trương thật sự sẽ bỏ thân hộ giá. Mắt bắt đầu nổi lên một tầng trào phúng. Bùi cần kéo ống quần xuống, đứng dậy rửa tay, biết mình chắc chắn sẽ không chết, ngăn cản một chút thì có làm sao. Đừng quên, thân thủ của thất ca rất tốt. Tiện nghi cho hắn. Bùi cần cười một tiếng, chưa chắc. Sao, bắt đầu nghi hoặc nhìn bùi cần, đã thấy hắn đứng tại cửa sổ phòng thảo dược, cười đến thâm sâu. Phụ hoàng ta không phải người ngu. Một kiếm kia, thất ca rõ ràng có thể đẩy ra, nhưng lại dùng thân thể cằn lại, bộ dáng như vậy thật sự là quá giả tạo rồi. Người cũng biết, điều phụ hoàng không thích nhất là kẻ khác diễn trò, chiêu này của thất ca không khác gì tự bê đá đập chân mình. Mặc dù thất ca ở trong cung dưỡng thương, nhìn qua giống như được sủng ái, kỳ thật. Ha ha, phụ hoàng trời sinh tính đa nghi, truy xét không ra người chủ mưu phía sau, giữ thất ca trong cung, vừa được tiếng thương con lại dễ dàng quan sát và khống chế, không phải là đôi bên vẹn toàn sao. Nếu như thất ca an tâm dưỡng bệnh, không hỏi chuyện bên cạnh, có thể dần dần cũng sẽ chiếm được tín nhiệm của phụ hoàng, chỉ tiếc là một quý phi nóng vội, lập tức kích động lòng người ca tụng công đức của con trai. Như thế chỉ càng làm cho phụ hoàng không yên lòng. Nói đến đây, Bùi Tuần lắc đầu, trên mặt làm ra bộ dáng thương tiếc. Nghe Bùi Tuần giải thích, bắt đầu có chút hiểu, quả nhiên, mắt nhìn người của mình quá nông cạn rồi. Ngược lại, thái tử thông minh hơn thất vương nhiều, sau chuyện ám sát liền tỏ ra yếu thế, hơn nữa còn cao ốm ở lại trong đông cung, không có động tĩnh gì khiến hoàng hậu tức giận bẻ gãy mấy móng tay cũng không biết thập đệ của ta nghĩ như thế nào, là chủ động buông tha vị trí kia, hay chỉ là ngủ đông chờ thời cơ. Bùi cần nhíu lông mày. Bắt đầu im lặng, lâu sau mới nói, lúc trước nếu để cho ta ám sát thái tử, có lẽ bây giờ ngươi sẽ không có nhiều phiền não như vậy. Hắn đã ra tay thì sẽ không để cho thái tử có cơ hội nhìn thấy mặt trời nữa. Bùi cần nghe vậy, xoay người, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rơi xuống khuôn mặt tuấn tú, khiến cho nụ cười trên mặt càng thêm nhu hòa. Hắn nhìn về mặt thành thật của bác đầu, khóe miệng từ từ nâng lên một đường cong. Bác đầu, ta an bài lần ám sát này không phải vì giết người. Bác đầu im lặng, một lát sau mới mở miệng, vậy nguyên nhân của ngươi là gì? Bùi cẩn an bài kế hoạch này, bác đầu đã sớm biết nhưng lại không biết mục đích hắn phái người ám sát chính mình cùng thái tử là gì, hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Trên trời, chim thong thả bay, Bùi cần nhìn theo cho đến khi bọn chúng biến mất ở phương xa, mới nói, chẳng qua là muốn tìm cái cớ khiến nó thêm hỗn loạn một chút mà thôi. Người xem, Phụ Hoàng càng nghi kỵ thì càng đề phòng với bọn họ, như vậy, bọn họ bận, tự vệ, cũng không kéo ta xuống nước được. Hai, nhàn vương không dễ làm. Nói xong, cầm cây quạt mà nhan thế ninh mang tới phẩy phẩy vài cái, như muốn quạt đi những phiền toái trong đầu tất nhiên bác đầu sẽ không tin tưởng sự thật lại đơn giản như bùi cần nói, bất quá hắn cũng không hỏi thêm, hơn nữa cũng cần phải chuẩn bị cho cuộc sống không bị can thiệp lung tung sau này, bởi vì theo tin tức hắn biết được thì hoàng thượng đề phòng cả thất vương và thái tử, can thiệp cả vào phủ quốc công trong vòng hai ngày ngắn ngủi làm tan rã thế lực hung hăng của quốc công. Điều này nói cái gì? Chính là diên đế đã phát giác ra giá tâm của phủ quốc công. Loại nhận thức này làm cho bác đầu có chút kinh sợ, bởi vì trước đó hắn vật lực cổ suý bùi cần hợp tác cùng quốc công, nếu như khi đó thật sự hợp tác thì hiện tại sợ là phủ hiền vương cũng sẽ không được bình yên vô sự như hôm nay. Người đã sớm biết bệ hạ có hoài nghi đối với phủ quốc công đúng không? trầm tư một lát, bắt đầu hỏi. Bùi cần nhìn tranh chữ trên quạt, nhàn nhã nói, trước chỉ là suy đoán, nhưng lúc này chứng kiến phụ hoàng cắt trước mấy quan viên kia, liền xác nhận suy đoán lúc trước là chính xác. 12 năm trước, Phú quốc công từ suy truyền thịnh một cách quá nhanh chóng, không thể không khiến người ta hoài nghi. Không trách lúc trước hắn lại không chịu hợp tác với Phú quốc công, thì ra là như vậy. Ánh mắt bắt đầu nhìn Bùi Cần có chút thay đổi. Tốt lắm, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải trở về chơi với tiểu sư tử. Hắc hắc, Bùi Cần cười, xoay người bước đi. Thời điểm bước tới ngưỡng cửa lại nghĩ ra còn có chuyện cần nói, dậm chân kêu, a à, đúng rồi, thiếu chút nữa ta quên mất việc chính bắt đầu ngẩn ra, còn chuyện gì nữa? Cái kia, nguyệt sự của nữ nhân rốt cuộc bao nhiêu ngày mới kết? Lần trước ta hỏi, người nói 4 năm ngày, nhưng đã qua 6 ngày rồi, sao nàng còn chưa khỏe? Bùi cần nhíu mày hỏi. Bắt đầu nhìn bùi cần khiêm tốn tỉnh giáo, buồn bực, không nói gì, hộp máu, sau đó phải tay áo bỏ đi. a à, à à, loại chuyện này làm sao hắn biết được? Bùi cần nhìn bộ dạng kích động của bắt đầu, sơ cằm, nở nụ cười không tính là hiền hậu. Nhan Thế Ninh đang ngồi cạnh bàn đọc sách mà mấy ngày trước bồi cần mua về, tất cả đều là tiểu thuyết về thiên nhiên, không có tình cảm sâu đậm hay cao thượng gì cả, chỉ là chút ít tình ái. Đương nhiên, bìa ngoài phải là thi tập, sử văn. Không có cách nào khác, cũng không thể để cho người khác chứng kiến đường đường là một vương phi lại đi xem tạp thư được. Giả vờ giả vịt cũng phải đến nơi đến trốn đang lúc nàng đọc say xưa nhất thì có cảm giác có người đi tới, ngẩng đầu lên nhìn, thấy bùi cần đang cầm tú cầu trên tay. Cho nàng chơi. Nhàn thế ninh nhận cầu, buồn bực, cầu này có cái gì tốt mà chơi. Nàng cũng không phải là tiểu hài từ ba tuổi. Bùi cần lại giống như kinh ngạc nói, sư tử ôm tú cầu, nàng không phải là nên vui mừng sao. Chấm. Chấm. Vui mừng cái quỷ. Giận. Bùi Cần vội vàng chân chó tiến lên dụ dỗ được rồi, được rồi, chọc nàng thôi. Tổ y phường đã đem xiêm y tới rồi, cùng đi xem đi. Sao lại con nữa? Nhan Thế Ninh hỏi. Lần trước không phải đã nói sao, còn rất nhiều mà. Khi Nhan Thế Ninh hiểu được còn rất nhiều rốt cuộc là có ý gì thì trợn mắt há mồm. Trong tính đường, ba dương lớn, hai dương nhỏ, bên trong chứa đầy xiêm y, giày, cùng với các loại trang sức, vòng tay. Trời ạ, à, nhiều như vậy, đủ cho nàng mặc nhiều năm đó. Hơn nữa, những vật này vừa nhìn cũng biết là đồ đắt tiền. Nhìn người hầu chuyển hết đồ vào phòng, nhan thế ninh rốt cuộc không nhịn được nữa, chàng điên rồi. Bồi cẩn cười nói, cuộc sống khó được vài lần điên khùng. Nhan thế ninh có chút khó tin, trong ấn tượng của nàng, người này vô cùng keo kiệt, trước kia mua mứt quà cũng là lừa gạt nàng dùng tiền mà mua, lúc này lại hào phóng như vậy thật sự là quỷ nhập. Bất quá, hắc hắc, những thứ quần áo này thật sự là rất đẹp. Nhàn thế ninh dạo rực mở dương ra xem, khi nhìn thấy mấy bộ áo lót thì ngớ ngẩn cả người. Này, này, cũng quá mỏng, quá lộ liễu rồi. Này, mặc lên người có khác gì không mặc đâu. Nhàn thế ninh đỏ mặt, sau đó ném quần áo trên tay trở lại dương, sao chàng lại mua cái này. Bùi cần vô tội nói, chuyện này không liên quan đến ta, ta chỉ bảo trưởng quỹ lấy loại tốt nhất, ai biết thứ này lại là tốt nhất chứ. Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ, a ha ha, tô trưởng quỹ quả là có trình độ, ta chỉ phát thảo sơ qua thôi, ai ngờ hắn lại làm được thật, so với trong tưởng tượng của ta thì còn mỏng hơn, lộ liễu hơn, a ha ha ha, ta thật sự là rất hài lòng. Nhàn thế ninh nhìn hào quang lóe lên trong mắt bồi cần cũng biết tất cả đều là chủ ý của hắn. a à, sao lại có người như vậy? Bất quá, hừ, hắn mua cứ mua, nàng không mặc xem hắn có thể làm gì nàng. Bùi cần nhếch miệng cười, không mặc sao, đâu có dễ dàng như vậy. Ngày đêm đó, nhàn thế ninh đang tắm trong phòng, thỉnh thoảng còn cảnh giác, người này đã dưỡng thành thói quen đi dạo mỗi đêm một lần nàng đi tắm, này, lại đến nữa rồi. Nhàn thế ninh không nói gì, hạ thấp thân thể, không để ý tới người đang lắc lư kia. Bùi cần thấy nàng chỉ lộ ra cái đầu, ngay cả cổ cũng không thấy, không khỏi có chút mất hứng, bất quá lúc này hắn cũng không phải tới để xem cảnh xuân, cho nên đi hết một vòng liền chắp tay sau lưng, thản nhiên đi ra ngoài. Nhàn thế ninh có chút kỳ quái, bình thường không phải hắn sẽ đùa dỡn một phen sao, hôm nay sao lại thay đổi rồi. Ai nha, ta để quên đồ ở thư phòng, ái phi, ta đến thư phòng đây. Bên ngoài truyền đến tiếng la của bùi cẩn, sau đó là một tiếng đóng cửa. Nhàn thế ninh bĩu môi, đi thì đi. Lại qua một lúc nữa, nước bắt đầu lạnh, Nhan Thế Ninh chui ra khỏi thùng gỗ, có điều khi nàng giơ tay muốn lấy quần áo. Trợn tròn mắt. Quần áo đâu rồi? Nhớ lại vừa rồi bùi cần chắp tay sau lưng đi tới đi lui, Nhan Thế Ninh đã hiểu, sau đó phát điên, hắn không có việc gì cầm quần áo của nàng đi mất rồi. Thôi, lấy cái khác. Nhưng khi nàng mở tủ ra, lần nữa trợn tròn mắt, bên trong trống rỗng. Chỉ còn lại cái áo lót mỏng dính kia À à à à, bùi cần, chàng là tên khốn kiếp Nhàn thế ninh nghiến răng nghiến lợi Trong lòng đem bùi cần quất một trăm roi Sau đó nổi giận đùng đùng không thèm mặc xiêm y Dù sao bùi cần đi thư phòng còn chưa trở lại Vội vàng chui lên giường Chỉ là, lúc nhàn thế ninh đi ra ngoài liền nhìn thấy bùi cần đang nằm nghiêng trên giường Tay chống đầu, cười đến xảo trá Cả người nàng hoàn toàn hóa đá Ái Phi, sao nàng lại ăn mặc như vậy, muốn quyến rũ phu quân sao? Phu quân là người đứng đắn nha. Nhìn người trước mặt nói không biết ngượng, nhan thế ninh rơi lệ. Cầm thú. chương 24, canh 2, quân thịt đã xong. Bùi cần nhìn về mặt phẫn nộ cùng ủy khuất của nhan thế ninh, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, đến khi hắn nhìn xuống phía dưới người nàng thì dưới bụng lập tức buộc chặt. Áo lót kia làm từ lụa trắng, vừa mỏng vừa có thể nhìn xuyên qua, cảnh vật bên trong lung linh như ẩn như hiện, thậm chí hắn có thể nhìn thấy hai trái đảo khẽ nhếch lên. Vài chân bóng, xương quai xanh mịn màng, làm cho người ta hận không thể cắn một cái. Bùi cẩn không nhịn được nữa, xuống giường đi tới bên cạnh nàng, một tay kéo eo thon của nàng dán sát lên người mình, không đợi nàng mở miệng liền cúi đầu hôn xuống. Nhàn thế ninh vì muốn tránh mà liên tiếp lùi về phía sau, bùi cần lại đuổi sát không buông, mút đôi môi của nàng một cách nhiệt tình. phía sau lưng là bàn, không thể lùi lại được nữa, khiến cho nụ hôn của bùi cần càng ngày càng bá đạo. nhàn thế ninh ngửa cổ, đứng không vững, chỉ có thể đưa hai tay ra sau chống vào cạnh bàn. vì thế nàng cùng bùi cần càng dính sát hơn, thậm chí nàng có thể cảm nhận được cứng rắn của bùi cần. bùi cần hôn môi của nàng thỏa thê xong liền chuyển xuống đầu vai vừa tròn vừa bóng loáng, khiến máu nóng trong người hắn phun trào, không nhịn được liền cắn một ngụm nhan thế ninh bị hôn đến đầu óc choáng váng, lại bị cắn mạnh như thế, lập tức kêu lên đau. bùi cần cười hắc hắc, đưa lưỡi liếm liếm dấu răng trên vai nàng, dịu dàng nói: nàng cũng biết cắn người là đau à? nhan thế ninh vừa định đáp, chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, nhìn lại đã thấy bản thân bị hắn bế lên. thấy bùi cần ôm mình đi tới giường, nàng lại bắt đầu khẩn trương, thiếp, thiếp, nguyệt sự của thiếp còn chưa hết mà. bùi cần hí mắt cười thật không để phu quân kiểm tra một chút nhàn thế ninh thấy tay của hắn dò xét đi xuống liền vội vàng kéo lại trời mới biết nguyệt sự của nàng hôm qua đã hết rồi nàng chính là đang lừa gạt hắn mà thôi ái phi làm cái gì vậy bồi cần nhìn nàng giữ chặt tay của mình lộ ra ánh mắt nguy hiểm hỏi nhàn thế ninh cười gượng không lên tiếng bồi cần cắn răng nàng gạt ta xem ta thu thập nàng như thế nào nói xong liền đè nhan thế ninh nằm xuống, một tay cởi áo lót trên người nàng, sau đó khẽ cắn lên lưng của nàng. Nhiều ngày lăn qua lộn lại trên giường, bồi tuần đã sớm phát hiện ra những vị trí nhạy cảm trên người nhan thế ninh, phần sóng lưng chính là nơi nhạy cảm nhất của nàng, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào cũng có thể làm cho nàng khẽ run. Bồi tuần vốn muốn tiến hành theo trình tự, nhưng nàng lại dám lừa gạt hắn, khiến hắn phải nhẫn nhịn lâu như vậy, hắn cũng không quan tâm trình tự gì nữa. Nhan thế ninh bị đè, không nhúc nhích gì được, chỉ cảm thấy tóc đen bị đẩy về phía trước, sau đó đôi môi ấm áp của bùi cần liền hôn một đường từ đầu vai của nàng đi xuống. Bởi vì nàng quay lưng về phía hắn nên không nhìn thấy mọi chuyện phía sau, chỉ có thể cảm giác được lưng của mình được người khác vuốt ve và cắn nhẹ nhẹ, điều này càng làm cho nhan thế ninh thêm khẩn trương và bất an. Bùi cần không ngừng liếm hôn, cảm giác tê dại nhanh chóng truyền đến toàn thân, nhan thế ninh không nhịn được phát ra một tiếng than nhẹ, đồng thời không tự chủ được mà ngóc đầu lên, sống lưng cong lên thành một tư thế rất đẹp mắt. Bùi cần nghe được tiếng than nhẹ, hé miệng cười một tiếng, lại khẽ cắn lên cổ của nàng, tay trái nâng eo của nàng lên cách giường một khoảng nhỏ, còn tay kia chậm rãi chạm tiến vào da thịt bóng loáng, từ cổ đi xuống eo, lại đi lên tìm chỗ mềm mại trước ngực, bao quanh, xoa nắn, dùng một ngón tay khẽ gẩy hai trái anh đào đã sớm nhếch lên. Nhàn thế ninh lập tức phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào cảm thấy người trong ngực mềm xuống, bùi cần xoay người nàng lại, thấy mặt nàng đỏ như gấc, hai tròng mắt mê ly như lạc trong sương mù, hắn cười danh mãnh nhẹ nhàng véo mặt nàng, nói, hiện tại, chúng ta bắt đầu động phòng. Nói xong liền bắt đầu cởi quần áo của chính mình. Tìm nhàn thế ninh đập loạn xả, cảm giác choáng váng khi nãy còn chưa hết, lúc này nàng vừa thở phì phò vừa nhìn bùi cần lần lượt cởi xuống từng món quần áo trên người xuống. Lúc tắm uyên ương, nhan thế ninh đã nhìn thấy bộ dạng không mặc quần áo của bùi cần rồi. có điều khi đó nàng không nhìn kỹ, mà lúc này lại ở ngay trước mặt mình. trong khoảng thời gian ngắn, nhan thế ninh có cảm giác run sợ. thân hình của hắn thật sự quá tốt, cân xứng mà rắn chắc, cực kỳ hấp dẫn. nhan thế ninh không ngờ vóc người của bùi cần lại tốt như vậy. mặc dù khi hắn mặc quần áo cũng đủ khiến hắn đẹp trai hơn người rồi, nhưng bộ dạng khi hắn không mặc quần áo lại càng thêm mê người ái phi si mê phu quân như vậy thật khiến phu quân cảm thấy ngượng ngùng bồi cẩn cười hết y phục thấy nhan thế ninh sững sờ nhìn chằm chằm mình không khỏi trêu đùa nhan thế ninh nghe vậy liền hoàn hồn phát hiện mình và bồi cẩn đều đang trần truồng mặt đỏ gất thiếp thiếp giờ khắc này những gì muốn nói nàng lại không thể nói rõ ràng thành lời được nàng lại bắt đầu khẩn trương rồi bồi cẩn cúi người đè thân thể mình lên thân thể của nàng mười ngón tay đan chặt vào tay nàng, nhẹ nhàng mổ một cái vào môi đỏ mộng, thâm tình nói, không cần khẩn trương, giao cho ta. Nói xong, lập tức cúi đầu ngậm lấy chỗ mềm mại khiến hắn yêu thích không buông tay kia. a à, cảm giác được đầu lưỡi anh quét thật nhẹ, truyền đến cảm giác tê dại nhan thế ninh ưỡn người, tay khẽ rung lên. Bùi cần thấy được phản ứng của nàng lại càng thêm dùng sức mút vào. Cảm giác choáng váng một lần nữa truyền đến, trong mê ly, Nhan Thế Ninh cảm thấy có thứ gì đo đang chạm bên dưới. Cái chỗ kia xấu hổ muốn chết, nàng khép hai chân lại, bắt đầu dãy rủa Đừng động, trước hết để ta làm cho nàng vui vẻ một lần, như vậy lát nữa ta đi vào, nàng mới không đau. Bùi cần chịu đựng dục vọng kêu gào, nhẹ giọng chân an. Vì không để cho nàng quá đau, bùi cần chỉ có thể cố kìm nén. Ngón tay xoa nhẹ vào ô động thần bí, Nhan Thế Ninh cảm giác như có ngàn vạn con sâu nhỏ đang gặm cắn trong người, hết lần này đến lần khác, miệng của nàng đều bị che lại, khiến nàng không có cách nào kêu lên. Nụ hôn này quá mức mạnh mẽ, Nhan Thế Ninh có cảm giác Bùi cần như muốn đem nàng nuốt trọn. Tất cả các bộ phận trên người đều bị tấn công, trong người Nhan Thế Ninh dâng lên từng đợt sóng, càng ngày càng cao, càng ngày càng dữ dội, sau đó tại thời điểm Bùi Cần dùng sức ở món tay, thủy triều bùng phát, bao phủ lên hết thảy mọi thứ chân tay nhan thế ninh cứng ngắc, sau đó sụi lơ xuống giường. Bùi cần nhìn ngón tay ướt át của mình, biết rõ thời điểm thích hợp đã đến, mang theo tình yêu, nhưng thân đi vào. Đau, cảm giác được sự xâm chiếm, nhan thế ninh nhíu mày ngăn cản, nước mắt cũng rơi xuống. Sắc mặt bùi cần cũng ửng đỏ, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt của nàng, nói, chịu được một chút. Khẽ tiến vào một chút, thỉnh thoảng bùi cần lại nhìn phản ứng của nhan thế ninh, thấy nàng rơi nước mắt không ngừng, muốn dừng nhưng lại rất muốn tiếp tục, nội tâm cực kỳ mâu thuẫn. Ô ô, đau quá. Nhàn thế ninh không còn biết cái gì là hiền lương thục đức nữa, khóc lên giống hệt như một đứa bé. Trong lòng bùi cần cảm thấy xót thương cho cô, khẽ hôn một cái rất nhanh sẽ không đau nữa. Ồ, ồ, có thể dừng lại được không? Cảm giác đau đơn xé rách khiến nhan thế ninh khóc càng lớn tiếng. Ngừng. Bùi cần rất buồn bực, Hắn lau những giọt nước mắt trên khóe mắt của Nhan Thế Ninh, nắm chặt tay của nàng, sau đó chân thành nói: "Thế Ninh, vì ngày này chúng ta đã đợi quá lâu rồi, đừng bắt ta phải đợi thêm nữa." Nói xong, nhân lúc nàng không để ý liền mạnh mẽ đâm vào. Nhan Thế Ninh không biết mình ngủ vào lúc nào, nàng chỉ biết khi nàng tỉnh lại thì toàn thân đều đau nhức, mà bên cạnh, Bùi Cần ôm nàng ngủ ngon lành. Trên thân cả hai đều trống trơn, chỉ có một cái áo ngủ bằng gấm đắp lên trên hồi tưởng lại chuyện tối qua, mặt nhan thế ninh bắt đầu đỏ lên, nàng nhìn bùi cẩn, đột nhiên cảm thấy tất cả đều tốt đẹp đến không thể tưởng tượng nổi nàng và hắn thật sự đã trở thành phu thê rồi sao? Tốt đẹp đến hoang đường. Nhan thế ninh từng tưởng tượng ra phu quân sau này của mình, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện người đó sẽ là bùi cẩn. Thậm chí nàng còn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày nàng cùng tên hỗn đản này kết thành phu thê. Mặc dù khi còn nhỏ, Bùi Cần thường nói dẫn với nàng, nhưng nàng chưa bao giờ xem là thật mà khi hắn nói hắn muốn thành thân với nữ nhân khác nàng lại vô cùng cao hứng cảm thấy như thể mình được giải thoát thật không nghĩ đến xoay một vòng hắn lại thật sự chạy tới cưới nàng sau đó thật sự là động phòng nhan thế ninh nháy mắt suy nghĩ đột nhiên cảm thấy có điểm kỳ lạ người này dường như vẫn luôn muốn ăn nàng như thế nào lại không ăn luôn vào hôm thành thân mà lại chờ tới bây giờ hiện tại nàng cũng không tính là cam tâm tình nguyện nhan thế ninh cảm thấy rất kỳ quái nhưng thoáng cái lại nhếch miệng có lẽ là người này cố ý đùa cợt nàng nghĩ như vậy nàng liền nghiến răng cắn cánh tay hắn một cái bồi cần bừng tỉnh thấy nhan thế ninh giở cho quỷ, cười một tiếng sao ái phi lại nổi giận đùng đùng vậy là do không hài lòng với biểu hiện của phu quân sao sắc mặt nhan thế ninh đột biến vội vàng lắc đầu Bùi Cần ôm nàng vào trong ngực, hôn chán nàng, nói: hôm nay không thể chạm vào nàng được, nếu không nàng sẽ đau. Nhan Thế Ninh đỏ mặt, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Hay là chờ đến đêm mai đi. Một hồi lâu sau, Bùi Cần ung dung lên tiếng. Nhan Thế Ninh trừng lớn hai mắt. Bùi Cần nhìn vẻ mặt sợ hãi của nàng, lắc đầu thở dài, trời mới biết hắn còn chưa thỏa mãn dục vọng đâu. Rõ ràng là một nhà đầu hung hãn không thể bắt cô chấp nhận trong một sớm một chiều được, cần từ từ thích ứng. Hai. Chương 25, nhất chỉ thiền giảm đau chữa thương. Nhàn Thế Ninh ngủ liền một mạch, đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao rồi. Bùi Cẩn không có trong phòng, Nhàn Thế Ninh sai người mang nước rửa mặt tới, sau đó thay quần áo rồi mới đi ra cửa. Giữa hai chân vẫn còn cảm giác đau đớn khiến Nhan Thế Ninh có chút khó chịu, nàng lại không muốn để cho nha hoàn đang đỡ mình nhìn ra manh mối cho nên chỉ có thể ổn định thân thể chậm rãi đi từng bước vương ra đâu đi một vòng mà không gặp được bùi thần nhan thế ninh hỏi bẩm vương phi vương ra đi gặp bác đầu tiên sinh ạ à? nha hoàn đáp nhàn thế ninh gật đầu trong đầu hiện ra bộ mặt cứng nhắc của bác đầu đối với vị bác đầu tiên sinh này nhàn thế ninh luôn có cảm giác là lạ, lạ một người dù có lạnh lùng đến đâu đi chăng nữa thì vẻ mặt ít nhiều cũng sẽ có thay đổi, nhưng người này lại không như thế, lần nào thấy hắn, nàng cũng chỉ thấy hắn có một vẻ mặt, cứng nhắc y như tượng đá. Cũng không biết hắn có thân phận gì mà bùi tuần lại đối tốt với hắn như thế. Tuy trong lòng có nghi hoặc nhưng nhan thế ninh cũng không nghĩ tới chuyện đi tìm đáp án, dù sao trước giờ bùi tuần nói chuyện hay làm việc đều thần bí, nàng chỉ cần làm một vương phi an nhàn, ăn no rồi ngủ thật tốt là được rồi nghĩ đến ăn, Nhan thế ninh liền cảm thấy đói bụng, đang muốn gọi người thì thấy bùi cần bưng một hộp thức ăn đi đến. Sao nàng không ngủ thêm một lát nữa? Bùi cần vừa hỏi vừa mang một bát cháo thịt bò cùng mấy món điểm tâm khác từ trong hộp ra. Người thấy mùi thơm, nhàn thế ninh mở to hai mắt, sau đó thừa dịp nha hoàn đi ra ngoài, cầm một miếng bánh hoa quế hạnh nhân bỏ vào trong miệng. Nhưng nàng vừa cử động thì phía dưới liền truyền tới cảm giác đau đớn, khiến nhan thế ninh không khỏi hít vào một hơi. Sao thế? Bùi cần thấy nàng nhíu mày, liền hỏi. Đau, nhan thế ninh có chút tức giận nói. Bùi cần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó ôm ngang nàng lên giường. Chả muốn làm gì, nhan thế ninh khẩn trương, vội vàng nuốt điểm tâm xuống, hô lên. Hiện tại là ban ngày được không, sao hắn có thể dính vào nàng như vậy chứ? Bùi cần đặt nàng xuống giường, liền vén váy của nàng lên, cởi quần áo của nàng ra, nở nụ cười vừa rào hoạt vừa mập mờ. nhan thế ninh giữ lấy quần không buông tay, mặt trướng lên như màu gan heo. chàng, 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 bây giờ là ban ngày. như nàng nói thì chỉ cần không phải là ban ngày là được sao? bồi cần từ trong tay áo lấy ra một bình ngọc đổ một ít thuốc mỡ trong bình lên ngón tay. nhớ tối qua cũng là ngón tay này chiêu chọc mình. toàn thân nhan thế ninh bốc hỏa, nhìn thấy thuốc mỡ kỳ quái có mùi thơm kia lại càng khẩn trương hơn đây là cái gì đồ tốt bùi cần nói xong liền kéo bàn tay gây cản trở của nàng ra duỗi ngón tay đi vào cảm giác được dị vật tiến vào toàn thân nhan thế ninh cứng đờ không cần khẩn trương ta chỉ bôi thuốc cho nàng thôi bùi cần vốn còn muốn tiếp tục trêu chọc nàng nhưng thấy nàng kinh hoàng cắn môi hắn đành phải thành thực khai báo cả đêm hôm qua nhan thế ninh đều kêu đau cho nên sáng sớm hôm nay hắn mới kéo bác đầu xuống giường, bất chấp vẻ mặt bồn bực của hắn mà đòi thuốc giảm đau. Đương nhiên bác đầu biết được công dụng của bình thuốc kia là gì, từ cổ đến mang tai đều đỏ lên, sau đó viết đơn thuốc để bùi thần tự đến hiệu thuốc bên ngoài mua. Nghe bùi thần nói chỉ là bôi thuốc, nhàn thế ninh thở phào nhẹ nhõm, bất quá cảm giác ngón tay của hắn nhẹ nhàng qua lại ở bên trong nàng cũng rất kỳ lạ, tâm tình mới buông lỏng được một nửa lại bắt đầu thắt chặt. Thiếp, thiếp thiếp có thể tự mình bôi được. Nàng lắp bắp nói. Bùi cần liếc nàng một cái, nàng có thể nhìn thấy sao? Nhan thế ninh cắn môi không nói. Đúng là tự mình đưa ngón tay đến nơi đó cũng quá ngượng ngùng, không đúng, chính mình đưa vào chỗ đó cũng tuyệt đối tốt hơn là để hắn đưa vào. Nhan thế ninh liền nắm tay của hắn, nói, tự thiếp cũng có thể làm được mà. Tự mình làm, được, ngón tay xoay một vòng nữa ở bên trong mới rút ra ngoài, Bùi Cần bất đắc dĩ nói, nhưng ta đã bôi xong rồi. Chấm, nhan thế ninh nhìn hắn đắc ý cười, buồn bực trừng mắt. Bùi Cần lấy khăn tay ra lau sạch tay, sau đó ôm nàng an ủi nói, lần này không có cơ hội, còn có lần sau mà, nàng không cần thương tâm, không cần thương tâm. Chấm, thương tâm em gái ngươi. Nhàn thế ninh mặc xong quần liền đá cho hắn một cái. Bùi cần một phát bắt được chân của nàng, sau đó đột nhiên lại té nhào xuống giường, nhan thế ninh còn chưa kịp phản ứng, miệng đã bị che lại. Vừa rồi bôi thuốc cho nhan thế ninh, bùi cần cảm thấy đáy lòng của mình lại lớn tiếng kêu gào, miếng ngon ở trước mặt mà hắn còn phải nín nhịn, thật sự là vô cùng buồn bực. Khi nào thì mới có thể ăn một lần thoải mái đây? Bùi cần thấy mình cũng cần phải lạt thù tồi hoa một lần, chứ nếu như lại tiếp tục thương hương tiếc ngọc, sợ rằng hắn sẽ chết vì nín nhịn mất lạt thủ tồi hoa, dùng tay hái hoa. Nhàn thế ninh bị hôn đến mức không thở nổi, nhìn thấy bát cháo trên bàn liền vội vàng đầy bùi cần ra, nói, còn không ăn thì cháo sẽ nguội mất. Bùi cần cũng sợ nếu tiếp tục dây dưa, hắn sẽ bị liệt hỏa đốt người, liền để mặc cho nàng đẩy mình ra. Cháo thịt bò thơm ngát ngon miệng, nhan thế ninh ăn một hơi hết hơn nửa bát. Mà điểm tâm cũng mềm dẻo thơm nức, nhan thế ninh càng ăn càng vui mừng hớn hở nhà chàng đổi đầu bếp rồi sao? Sao thức ăn làm ra lại ngon như vậy? Nhan thế ninh ăn nốt muỗng cháo cuối cùng, nàng nhớ rõ tay nghề nấu ăn của đầu bếp trong vương phủ, thậm chí còn không bằng đầu bếp ở phủ tướng quân. Tất nhiên phải nói đầu bếp của phủ tướng quân tốt hơn là vì mẹ con nhan thế tĩnh đã bỏ ra một số tiền lớn mời về từ đại tử lâu. Bùi cẩn thấy nhan thế ninh vui thích ăn điểm tâm, nghe nàng nói như thế liền gõ chán nàng một cái, cái gì gọi là đầu bếp nhà chàng thì ra nàng vẫn coi mình là người ngoài sao. Nhan Thế Ninh ôm chán chừng hắn, nhưng cũng không lên tiếng phản bác lại. nàng dường như còn chưa có tự giác được mình chính là nữ chủ nhân của vương phủ. Bùi Cần lại nói tiếp, đây không phải do đầu bếp trong phủ làm. lúc ra ngoài mua thuốc, ta mua ở Phúc Khánh lâu cho nàng đấy. nghe được ba chữ Phúc Khánh lâu, hai mắt của Nhan Thế Ninh lập tức sáng lên. lúc chưa tới kinh thành, nàng đã nghe nói đến danh tiếng của Phúc Khánh lâu mặc ở Tô Thị, ăn tại Phúc Khánh. Mỹ thực của Phúc Khánh lâu bao gồm cả thiên hạ. Có điều lúc trước nàng liên tục ở trong phủ tướng quân, không có cơ hội đến đấy một lần. Bùi cần nhìn nét mặt của nàng liền đoán ra nàng muốn làm gì, hắn sờ sờ cầm nói, muốn đi. Nhàn thế ninh chừng mắt nhìn. Có thể đi thật sao? Nàng có muốn đi nghe hát không? Có. Vậy thì đi. Ngồi trong xe ngựa, nhàn thế ninh đột nhiên nhớ tới một việc khi còn bé, khi đó có một gánh hát rất nổi tiếng đến tuyên thành biểu diễn, còn cái các nhà đều được phụ mẫu dẫn đi nghe hát, nàng cũng rất muốn đi nhưng dung thị lại không có tiền, mà cái hà bao nhỏ của nàng cũng móp méo, không có mấy đồng. Đang lúc nàng uể hoài thì bùi tuần đi tới trước mặt nàng, nói, muốn đi nghe hát sao. Vốn sợ bị hắn bắt nạt, nhàn thế ninh cũng lười để ý đến hắn, nhưng sức hấp dẫn của việc nghe hát quá lớn, cho nên nàng rất không có tiền đồ mà gật đầu. Kết quả, Bùi Cần thật sự mang nàng đi nghe hát, nhưng không phải là mua vé vào cửa như những người khác, mà là... Trèo tường. Đêm hôm đó rất lạnh nhưng trong lòng nàng lại thấy ấm áp, nàng nằm sấp trên nóc tường, nghe hát, ăn mứt quả, cuộc sống có biết bao tốt đẹp. Đương nhiên, nếu như lúc nàng mua mứt quả không bị tên khốn kia cướp mất một sâu thì sẽ càng tốt đẹp hơn. Ta dẫn muội đi xem trò vui, sao muội lại không có chút cảm tạ nào vậy? Khi đó, tên vô sỉ này nói như vậy. Chàng có mang đủ tiền không? nhan thế ninh nhớ lại đủ loại chuyện đã xảy ra, không yên tâm hỏi, trước kia hắn dẫn nàng đi nghe hí khúc bá vương. Nghĩa là đi xem hát không trả tiền, nghĩa cũng dựa như là ăn cơm bá vương, đừng bảo là lần này mang nàng đi ăn cơm chùa đấy. Bùi cần nhìn nhan thế ninh tuy mặc nam trang nhưng vẫn có phong thái của nữ nhi mà thấy buồn cười, sau đó lấy ra một sấp ngân phiếu nhét vào trong ngực nàng, nói, ta không có bạc, nàng là đại gia. Nhàn Thế Ninh nhìn nhìn ngân phiếu, sau đó rè rặt cất thật kỹ. Người này, rốt cuộc là hắn có bao nhiêu gia sản đây? Hai người không lập tức đi tới Phúc Khánh Lâu mà dạo chơi trên đường trước. Trên đường, người đi lại không dứt, chú các sạp hàng ra sức hết thật to, rất náo nhiệt. Bốn người bùi cần cải trang đi lẫn trong đám người cũng không làm người khác chú ý. Nhàn Thế Ninh vốn nghĩ rằng ra khỏi vương phủ rồi, nàng sẽ thoải mái vui chơi một phen, ai ngờ sau lưng lại có thêm hai hộ vệ đi theo, vì vậy nàng chỉ có thể làm bộ rè rặt. Bùi cần nhìn nàng muốn chơi nhưng lại không dám, cười một tiếng, nói với thị vệ ở phía sau, các ngươi không cần đi theo nữa, đi tìm một chỗ uống rượu đi. Hai thị vệ nghe lệnh rời đi, nhưng nhan thế ninh lại bất an nói, như vậy sao được chứ, vạn nhất có thích khách thì làm sao? Lúc ra cửa, nhan thế ninh cũng có chút sầu lo, chuyện ám sát lúc trung thu vẫn còn khiến nàng sợ hãi, nhưng bùi cần nói có thị vệ đi theo nên nàng cũng yên tâm phần nào hiện tại hắn lại điều thị vệ đi chỗ khác nếu chẳng may gặp thích khách thì thật sự xong rồi bùi cần thấy nàng vẫn còn băn khoăn chuyện này thì không khỏi cười khổ hắn nên giải thích thế nào đây cũng không thể nói thích khách là do hắn an bài nên tuyệt đối sẽ không có thích khách nào tới ám sát hắn được suy nghĩ một chút hắn nói không có việc gì còn có ám vệ đi theo chúng ta nhàn thế ninh nửa tin nửa ngờ nhưng nhìn hắn cũng không giống như đang nói dối nàng liền yên tâm vậy thì tiếp tục đi chơi thôi hai người vừa đi vừa nhìn đột nhiên nhan thế ninh giữ chặt tay bùi cần nói chàng xem là ai kìa bùi cần theo ánh mắt của nàng nhìn lại thấy có một người vừa đi ra khỏi hiệu thuốc đối diện lý tẩu bùi cần nhận ra người phụ nữ mặc áo vải kia nhan thế ninh thấy mình không có nhận lầm vui mừng kéo tay bùi cần đi tới Bùi Cần nhìn bàn tay bị kéo đi, nở nụ cười. Lý Tẩu mua xong thuốc, mang theo tâm sự nặng nề đi về, thấy có người chặn trước mặt thì sợ hết hồn, ngẩng đầu lên nhìn thì sắc mặt lại càng thay đổi. "Tiểu thư." Tha Hương gặp cố nhân, nhàn thế Ninh tràn đầy vui mừng nên không phát hiện trong mắt của Lý Tẩu thoáng hiện lên tia kinh hoàng, nhưng Bùi Cần lại phát hiện được, thu hết biến hóa ngắn ngủi của Lý Tẩu vào trong mắt. "Lý Tẩu, không phải là tàu chuyển tới phương Nam sao?" sao lại tới kinh thành rồi? Nhan Thế Ninh thân thiện hỏi. Lý Tẩu giả vờ chỉnh sửa đầu tóc nhằm che đậy vẻ mặt mất tự nhiên, ánh mắt lóe lên nói, cái kia, ta, ta vốn là định tới phương Nam tìm biểu ca của ta, nhưng về sau biểu ca ta lại muốn tới kinh thành buôn bán, nên ta đi cùng tới đây. Vậy sao Tẩu không đi tìm ta? Nhan Thế Ninh hỏi. Lý Tẩu cười khan nói, ta sao có thể không biết xấu hổ như vậy đây? nhàn thế ninh còn muốn nói đôi câu nhưng lại bị bùi cần cắt đứt từ từ rồi nói chuyện tìm một chỗ ngồi xuống trước đã a không được không được ta còn có việc phải đi lý tẩu vội vàng cự tuyệt bùi cần càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ hắn liếc bao thuốc trong tay lý tẩu bất động thanh sắc hỏi sao lý tẩu lại mua nhiều thuốc như vậy lý tẩu nghe xong liền lộ ra vẻ yêu sầu thở dài nói biểu ca ta đang ốm nặng sau đó lại nói Tiểu thư, vương gia, ta đi về trước, còn phải sắc thuốc cho biểu ca nữa. Ta, ta đi trước đây. Nói xong cũng không chờ bọn họ đáp lại liền vội vã rời đi. Nhan thế ninh nhìn theo bóng lưng của Lý Tẩu, nhíu mày, bùi cần, chàng có cảm thấy rằng Lý Tẩu đã thay đổi không? Bùi cần cười một tiếng, thầm nghĩ may mà nàng cũng đã nhìn ra, có lẽ đã có chuyện xảy ra. À, đúng rồi, bắt đầu dặn ta phải mua một vị thuốc ở đây, nàng đứng đây chờ ta, ta đi vào lấy rồi lập tức ra. Trường Quỹ, nữ nhân vừa rồi vào đây mua thuốc gì? vào hiệu thuốc. Bùi tuần thấp giọng hỏi Trường Quỹ. Sau khi biết được tên những vị thuốc kia, hắn liền nhíu mày. Những thứ thuốc này cần phải dùng một số tiền lớn. Lý Tẩu ăn mặc mộc mạc như vậy, làm sao có nhiều bạc để mua thuốc? Hơn nữa, đã mua liên tục mấy tháng rồi, tính ra cũng phải hơn một ngàn lượng nhớ lại dáng vẻ kinh hoàng của Lý Tẩu khi nhìn thấy Nhan Thế Ninh, Bùi Cần đột nhiên cảm thấy mọi chuyện rất không thích hợp. Vì vậy, sau khi hồi phủ, hắn lập tức sai người đến canh giữ ở hiệu thuốc, thấy Lý Tẩu thì lập tức theo dõi điều tra. Bùi Cần nghĩ, nếu như Lý Tẩu có điều gì khó nói thì hắn có thể giúp đỡ, dù sao Lý Tẩu cũng coi như là nửa người thân của Nhan Thế Ninh nhưng nếu như Tẩu ta có vấn đề gì, phòng còn hơn trống. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn